bị cái cổ đau từ hai bị chóng mặt, hai cái tay buổi sáng ngủ dậy tê, bây giờ nó vẫn còn cứng. Đúng rồi. Nó xuống tới cái lưng đau, đúng rồi. Nó xuống hai cái chân nóng. Ô quá. À, đau đớn vô cùng đúng không? À, bây giờ cái trường hợp này để thầy chữa luôn cho mọi người xem. À, để nhắc lại, tại vì mọi người chú ý chỗ này. Ngồi xuống đứng lên là cả một sự đau đớn. Bây giờ nắm cái mềm nè. Rồi, mềm nhớ là phải vũ mềm nè. Vũ mạnh kệ. Thầy nghe lắm nè. Nghe chưa? Qua nha, đi nha. Hút mạnh vô. Rồi, nắm giờ đó. Nghe chưa? Nghe không? Nghe. Ok. Sợ gì chứ? Rồi. Rồi, quay lưng lại. Quay đưa hai chân qua đây. Ồ, cái gì vậy? Ồ. Rồi. Hút mạnh vô. Cái gì bằng rồi. Rồi. Rồi, bây giờ chị vui lòng chị bước xuống cho tôi đất đi. Rồi, bây giờ chị giơ tay giơ chân lại coi. Giơ lên. Wow. Từ trước nãy đưa không có lên, nó đưa tới đây thôi. Bây giờ được cao hơn rồi đó. Rồi bây giờ giơ lên, giơ thẳng lên. Mạnh lên. Đó. Đó, ngon lành. Rồi, cho nàng qua đây khen. Nhưng mà chưa đâu, ngồi xuống. Bây giờ ngồi xuống mới đã. Đúng không? Bây giờ nhà đó. Đó. Đã rồi, hồi nãy phải chắn đủ thứ hết. Rồi, bây giờ ngồi xuống kia nữa. Cho ta sướng. Đấy, rồi, đứng dậy. Rồi. Nghe đã chưa? Đứng lên không nổi. Bây giờ đã chưa? Rồi, ok, cảm ơn nhiều. Cảm ơn.